Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin FBNC tối ngày 31 tháng 10 trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Minh Vi và xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin tiếp theo. Liên quan đến những bê bối dẫn đến việc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ khi tại vị, Tổng thống Hàn Quốc đang gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía dư luận. Cuối tuần qua, rất đông người dân Hàn Quốc thậm chí đã tập trung tại thủ đô Seoul để yêu cầu đương kim Tổng thống từ chức. Cuối tuần qua, rất đông người dân đã tập trung tại trung tâm Sejong của thủ đô Seoul yêu cầu đương kim Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Cuộc biểu tình kéo dài hàng giờ liền trong không khí phẫn nộ. Những người tham gia còn cho biết họ sẽ tiến hành những cuộc biểu tình có quy mô lớn hơn trong thời gian tới. Làn sóng phản đối tổng thống Park Geun-hye dâng cao trong suốt hơn một tuần qua sau khi vụ bê bối chính trị của bà bị công bố. Theo đó, những cáo buộc cho rằng Choi son sil một người bạn lâu năm của bà Park, đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết để gây ảnh hưởng đến những phát biểu cũng như nhiều quyết định quan trọng của nữ tổng thống Hàn Quốc trong thời gian bà tại vị. Cuộc bê bối đã khiến cho bà Park Geun-hye phải đối diện với cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất từ khi nắm quyền vào năm 2013. Theo một khảo sát của hãng Gallup Korea, tỷ lệ ủng hộ bà Park đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Trong một diễn biến mới nhất, luật sư riêng của bà Choi son sil cho biết bà sẵn sàng hợp tác điều tra cùng cơ quan chức năng. Là một người được bà Choi ủy quyền, Tôi muốn công bố rằng bà ấy sẽ chủ động tham gia quá trình điều tra và tìm ra sự thật của các công tố viên Hàn Quốc. Trước đó, bà Choi Xuân sil người liên quan trực tiếp đến vụ bê bối lần này của Tổng thống Hàn Quốc, đã phải rời khỏi nước Đức để tránh sự theo dõi của giấy truyền thông châu Âu. Thưa quý vị, tháng 12 tới, Trung Quốc sẽ cho phóng chiếc vệ tinh viễn thám thương mại đầu tiên lên bầu trời. Đây sẽ là chiếc vệ tinh đầu tiên trong hệ thống vệ tinh thương mại được dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022. Trung Quốc sẽ phóng vệ tinh viễn thám thương mại đầu tiên vào tháng 12. Đây là chiếc vệ tinh đầu tiên trong hệ thống vệ tinh viễn thám thương mại mà quốc gia này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022. Dự kiến hệ thống này sẽ là hệ thống vệ tinh viễn thám thương mại lớn nhất thế giới. Mô hình của loại vệ tinh này sẽ được trưng bày tại Hải Nam, Trung Quốc trong một cuộc triển lãm liên quan đến lĩnh vực hàng không và vũ trụ vào thứ ba tới. Với sự phát triển của ngành khoa học công nghệ, chúng tôi đã sử dụng các bộ phận máy móc được sản xuất từ Trung Quốc, bao gồm cả yếu tố thương mại để tiết kiệm chi phí. Chúng tôi còn đảm bảo đây sẽ là vệ tinh quan sát có độ phân giải cao. Các chuyên gia cho biết, vệ tinh viện thám thương mại sẽ đem đến nhiều lợi ích liên quan đến khảo sát đất đai, tìm kiếm nguồn tài nguyên, phát triển ngành công nghiệp vũ trụ, từ đó thúc đẩy kinh tế tăng trưởng vân vân. Hệ thống vệ tinh viện thám thương mại bao gồm 16 vệ tinh quang học cho phép quan sát với độ phân giải cao, 4 vệ tinh microwave, 4 vệ tinh viện thám quan học cao cấp cùng một số hình ảnh và video liên quan đến vệ tinh. Sau khi hoàn thành, hệ thống này sẽ cung cấp dịch vụ cho toàn thế giới. Tính cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc trên thế giới luôn được cho là nhờ giá thành thấp Tuy nhiên trong thời gian gần đây do lạm phát và một số lý do khác, giá cả hàng hóa của quốc gia này đang có xu hướng leo thang. Trong tháng 9 vừa qua, giá cả hàng hóa trung bình của Trung Quốc đã có lần tăng trưởng đầu tiên sau 5 năm. Đồng thái tăng giá thành sản phẩm này được đánh giá là có tác dụng tích cực lên tình trạng lạm phát của Trung Quốc và trên cả toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc với số lượng lớn. Theo thống kê từ Bloomberg, ở thời điểm hiện tại, năm thị trường chi nhiều tiền nhất cho hàng hóa Trung Quốc là Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản và Mexico. Trong tháng 9, ngành xuất khẩu của Trung Quốc đã sụt giảm đến 10% được cho là do nhu cầu mua sắm của các quốc gia lớn đang có xu hướng sụt giảm giá hàng hóa của quốc gia này cũng theo đó mà có những ảnh hưởng nhất định theo các nhà sản xuất thường thì trung quốc có xu hướng giảm giá để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm tuy nhiên trong giai đoạn hiện tại áp lực của lạm phát cộng với sự gia tăng của giá cả nguyên liệu đã khiến các nhà sản xuất của quốc gia này phải tăng giá và tìm phương thức khác để thu hút người mua việc chính phủ trung quốc liên tục phá giá đồng nhân dân tệ cũng được cho là một nguyên nhân khiến giá cả leo thang trong một thông báo mới được phát đi vào sáng ngày 31 tháng 10, ngân hàng ANZ cho biết đã đạt được thỏa thuận bán đi toàn bộ tài sản sở hữu tại 5 thị trường của châu Á cho một nhà băng của Singapore, đó là DBS. Theo công bố của ANZ, tài sản mà ngân hàng này sở hữu tại năm nước và vùng lãnh thổ châu Á bao gồm Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và Indonesia sẽ được bán cho ngân hàng DBS của Singapore. Thương vụ đang trong quá trình chờ xét duyệt từ cơ quan chức năng và được kỳ vọng sẽ hoàn tất vào đầu năm 2018. Phía ANZ không công bố cụ thể giá trị của khối tài sản nói trên, chỉ cho biết chi phí thực hiện giao dịch vào khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Nhưng định về thương vụ với DBS, ANZ cho biết họ đang muốn tinh giản hoạt động để cắt giảm chi phí. Thông báo được ANZ đưa ra chỉ ít ngày sau khi nhà băng này đón nhận báo cáo lợi nhuận hôm thứ Năm vừa qua. ANZ hiện đây là ngân hàng lớn thứ ba của Úc tính theo giá trị thị trường. Tuy nhiên, nhà băng đã ngừng mở rộng hoạt động tại châu Á trong 12 tháng qua. Thưa quý vị, quay trở lại với bản tin trong nước kỳ này thì Minh Vi xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức khác năm nhà mạng cam kết sẽ thu hồi sim kích hoạt sẵn từ ngày 1 tháng 11 tới. Chủ quyền đất đai làm nóng phiên đối thoại với sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.